Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 169 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tình Không Mời mở quyển kinh Khoa hội Tờ thứ 23 Khoa hội tờ thứ 23 Kinh văn đếm xuống hàng thứ tư Xem từ Nguyện thứ 43 Ngã tác Phật thời Hạ tùng địa tế Thượng chí hư không Cung điện lầu quán Trì lưu hoa thọ Quốc độ sở hữu Tất cả dạng vật giai thị vô lượng bảo hương hợp thành kỳ hương phổ huân thập phương thế giới chúng sanh văn giả giai tu phật hạnh nhược bất nhị giả bất thụ chánh giác cái đoạn này là một nguyện Kinh văn tương đối dài một chút Đều là thuộc về thế giới Tây Phương Hoàn cảnh đời sống Cư trụ tốt đẹp Trong 48 nguyện Chỉ là nói Một cương lĩnh Tường tận giới thiệu đều ở trong kinh văn thế tôn vì chúng ta tường tận nói ra y chánh trang nghiêm của thế giới tây phương đây là thuộc về y báo có thể nói thế tôn vì chúng ta giảng kinh nói pháp đều là thuật lại bổn nguyện công đức của a di đà phật Cái điểm này Là chúng ta Phải nên Học tập Thánh Hiền Nhân Cùng Phạm Phu Có một chỗ Rất là không giống nhau Đó chính là Càng là Đại Thánh Thì càng khiêm tốn Chúng ta ở trong Luận ngữ Xem thấy khổng lão phu tử Trong tứ thư Xem thấy mạnh phu tử Tất cả thảy đều là Rất khiêm tốn Đều cảm thấy mọi thứ Đều là Không bằng người khác Chân thật làm đến được sống đến già học đến già phu tử nói cả đời ông không có một sở trường nào ông nói ra những giáo huấn đều là người xưa đã nói cho nên ông chính mình Nói ngay đời này Thuật nhi bất tác Người hiện tại đều nói là sáng tác Khổng lão phu tử cả đời không có sáng tác Đều là di giáo của cổ thánh tiên hiền Thích ca mâu ni Phật cũng nói Ngài ngay trong một đời không có nói qua một câu nào Nếu ai nói Phật nói Pháp Vì thì người đó không thấu hiểu đối với Phật hoàn toàn là hủy bán Như Lai. Rõ ràng đã nói ra 49 năm. Ngày hôm nay hội tập thành một bộ đại tạng kinh lớn như vậy, vì sao nói không nói pháp vậy? Vốn dĩ ý của ngài cũng là nói người khác truyền lại, không phải chính mình sáng tác. Cổ Phật quá khứ đời đời truyền nhau đây là khiêm tốn cũng là lời thành thật lời chân thật chúng ta phải từ ngay chỗ này mà học khiêm kính các vị phải nên biết phiền não lớn nhất đây là Bồ Tát Thiên Thân Đem phiền não Ở trong Du già Sư Địa Luận Nói ra Trong Du già Sư Địa Luận Nói rất nhiều Bồ Tát Di Lặc nói Quy nạp thành Một trăm pháp Tiện lợi Cho sơ học Trong bách pháp này Đem vô lượng vô biên phiền não tám dạng bốn ngàn phiền não quy nạp làm hai mươi sáu loại lớn trong hai mươi sáu loại lớn này có sáu loại gọi là căn bản phiền não chúng ta luôn phải ghi nhớ căn bản phiền não cái đầu tiên là tham sân si cái thứ tư là chính là ngạo mạn bạn mới biết được ngạo mạn là nghiêm trọng như vậy tác dụng của phiền não là gì chướng ngại đi tự tánh trên kinh hoa nghiêm nói rất hay trong phẩm xuất hiện nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng như lai câu nói này nếu tỉ mỉ mà nói tất cả chúng sanh không chỉ bao gồm tất cả con người ở trong đó động vật trong động vật nhỏ hơn là mũi kiến Còn bao gồm Cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục Hướng lên trên Có cõi trời Có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Đây là chúng sanh chính Pháp giới Đều là thuộc về chúng sanh tất cả chúng sanh này đều có trí tuệ đức tướng như lai. Trí tuệ của Phật không thể nghĩ bàn. Chân thật là vô lượng vô biên. Phật không có nói chỉ có ngài có trí tuệ lớn như vậy, ngài nói tất cả chúng sanh trí tuệ cũng hoàn toàn giống như ngài vậy. Là bình đẳng trí tuệ như nhau đức là cái gì đức là năng lực năng lực cũng như nhau tướng là tướng hảo ngày nay chúng ta gọi là trang nghiêm của y báo chánh báo cũng như nhau cho nên phật pháp là thật bình đẳng chắc chắn không có khác biệt thế nhưng hiện tại trên thực tế có khác biệt rất rõ nét cái khác biệt này do đâu mà có tiếp theo phật nói chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc chỉ một câu là nói ra hết chúng ta mỗi một người có trí tuệ vô lượng có vô lượng năng lực có vô lượng tướng hảo rất là đáng tiếc phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước ba cái thứ này che mất đi trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta tuyệt nhiên không mất đi chỉ là bị che mất mà thôi cũng giống như ánh mặt trời ban ngày vậy. Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất. Trên đầu chúng ta có một đám mây đen. Mây đen che mất đi ánh mặt trời. Mây đen giống như là vọng tưởng. Phân biệt chấp trước vậy. Giáo huấn của Phật Phật thường hay nói kinh Kim Cang. Mọi người đều đọc rất quen thuộc. Trên kinh Kim Cang nói: "Phật độ vô lượng vô biên chúng sanh." Sau cùng nói ra một câu: "Thật không có chúng sanh nào." Được độ. Nguyên nhân gì vậy? Chúng sanh là tự mình giác ngộ, chính mình độ chính mình, không phải Phật độ họ. nếu chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này phật chỉ là làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi cho nên phật không độ chúng sanh phật không độ được chúng sanh người chúng ta làm gì có thể độ chúng sanh không hề có sự việc này nói không thông chúng sanh được độ là chính mình được độ Chính mình nghe Thích Ca Mâu Ni Phật Giảng Kinh nói Pháp Hoác nhiên khai ngộ Họ tường tận họ hiểu rồi Sau khi hiểu rồi Chính mình đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Của chính mình buông xả Trí tuệ đức tướng đầy đủ Viên mãn trong tự tánh Lại hồi phục các vị nghĩ xem rút cuộc là ai độ ai Nếu như nói Phật có thể độ chúng sanh Chúng ta hà tất phải tu hành Chẳng phải chúng ta thấy đều được độ rồi sao Cho nên phải nên biết chân tướng sự thật này Phật không độ chúng sanh Phật chỉ dẫn chúng ta phương hướng Chỉ dẫn cho chúng ta một con đường đường là chính mình phải đi Bạn chính mình không chịu đi Phật là vô đăng hết cách Không thể giúp bạn Do đây có thể biết Khiêm tốn cung kính của Phật là chân thật Thế suốt thế gian Pháp Đều là từ ngay trong khiêm kính mà thành tựu không khiêm tốn ngạo mạn không có kính ý tham sân si mạng đều có đủ cho nên chúng ta hiểu được phật dạy bảo chúng ta không gì khác trừ đi chướng ngại của chính mình hồi phục tánh đức mà thôi chánh báo như vậy chánh báo là phật bồ tát thì hiện ở nhân gian chúng ta biểu diễn cho chúng ta xem là một tấm gương cho chúng ta xem y báo Núi sông đất đài Cây cối hoa cỏ Phật Bồ Tát Cũng thường hay thì hiện Ở trong đó Mà người hiện tại gọi là Linh cảm Ngay khi thưởng thức phong cảnh Của đại tự nhiên Họ cũng có cơ hội Hoác nhiên khai ngộ chúng ta ở trong truyền ký của người xưa trong tông môn giáo hạ xem thấy rất nhiều do đây có thể biết hoàn cảnh cũng là giáo học cũng là giáo dục giáo dục là toàn phương diện quyết không chỉ là ngôn ngữ Ngôn ngữ là giảng kinh, nói Pháp Chúng sanh thế giới ta bà Nghĩ căng nhạy bén Cho nên Bồ Tát Văn Thù Chọn lấy viên thông Nói với chúng ta Thử phương chân giáo thể Thanh tịnh tại âm văn Ngoài cái ngôn giáo ra Có thân giáo Có ý giáo Có cái ý niệm này Có ý nghĩa này ý nghĩa tâm tư tinh tế cũng có thể lĩnh hội được cũng có thể thể ngộ đặc biệt là tông môn tông môn thường nói tổ sư tây lai ý nể hội ma thể hội là ý giáo đây là một loại phương pháp giáo học rất cao rất nhiều thì hiện ở trong nhà phật gọi là thần thông thông là gì thông là thông đạt tường tận thông đạt thần là thần kỳ siêu xuất thường thức của người thông thường chúng ta gọi là thần thông Chúng ta xem ở chỗ này Hoàn cảnh đời sống Của thế giới cực lạ Cũng chính là Hoàn cảnh của tu học Phía trước giảng qua rất nhiều đoạn Hôm nay chúng ta nói đến Bảo Hương Phổ Huân Ngã tác Phật thời chữ ngã là a di đà phật tự xưng đều là gì nói chuyện mà phương tiện nêu ra chúng sanh chúng ta nghe đến ngã liền khởi lên chấp trước liền khởi lên phân biệt phật bồ tát nói ngã hoàn toàn không có phân biệt chấp trước hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Các vị mọi người Gọi cái thân thể này là ta Tốt Ta cũng tùy thuận bạn gọi là ta Bạn có chấp trước Ta không có chấp trước Ta biết được cái thứ này là giả Không phải là thật Chúng duyên hòa hợp Không có tự thể Cho nên Ngay thể đều không Không thể có được Phật rõ ràng các gì chấp trước có ngày không có chấp trước thật có cho nên phật nhìn cái thế giới này cái thế giới này là gì vậy mộng huyễn bào ảnh phật thấy thời gian như xương cũng như chớp chớp là ánh chớp sát na sanh diệt Hai câu nói này Là vũ trụ quan của chư Phật Bồ Tát Loại quán sát này Là chính xác Một chút mê hoặc cũng không có Cho nên các ngài vĩnh viễn giữ được Tâm thanh tịnh vĩnh viễn giữ được Tâm bình đẳng Từ trong thanh tịnh bình đẳng xanh khởi tâm đại từ đại bi dùng vô số phương tiện khéo léo khác nhau giúp đỡ chúng sanh giác ngộ giúp đỡ chúng sanh hồi phục tự tánh chỉ như vậy mà thôi đây chính là sự nghiệp của nhà phật Toàn tâm toàn lực Giúp đỡ tất cả chúng sanh Chính mình chắc chắn Không có ý niệm danh vọng lợi dưỡng Các vị nghĩ xem Nếu như có chút ý niệm Danh vọng lợi dưỡng Hoặc giả là Có ý niệm cầu người khác cung kính Họ liền có ngã chấp Họ chính là phạm phu Không phải là thánh nhân Phạm thánh khác biệt chính ngay ở một niệm. Phàm phu có chấp trước, phàm phu cho rằng cái gì đều là chính mình, thánh nhân tuyệt đối không có cái ý niệm này. Chúng ta phải tỉ mỉ mà tham cứu. A Di Đà Phật, ở thế giới Tây phương cực lạc thì hiện làm Phật Làm Phật này là từ trên sự tướng mà nói. Ở nơi đó, giáo hóa chúng sanh, Phật là ý nghĩa của lão sư. Phật cùng chúng sanh là bình đẳng. Các vị nhất định phải ghi nhớ, Phật pháp là pháp bình đẳng, nhất định không có cao thấp. Sanh Phật bình đẳng. Phật cùng chúng sanh A Tỳ Địa Ngục đều bình đẳng. Cho nên chúng ta ngày nay ở vào cái xã hội hiện tiền này đề xướng hòa bình. Hòa bình hai cái chữ này giảng như thế nào vậy? Mọi người hòa thuận cùng ở với nhau, bình đẳng đối đãi không có kia cao hơn so với đây bình đẳng như nhau đây là thực tiễn của phật pháp có thể bình đẳng đối đãi mới có thể chân thật hòa thuận cùng sống với nhau không bình đẳng thì không thể nói đến hòa thuận hòa thuận là dùng bình đẳng làm nền tảng mỗi một người Đến thế giới Tây Phương cực lạc Đều là đến bên đó làm Phật A-di-đà Phật Giúp bạn làm Phật Chuyển phàm thành thánh Cho nên đó là cảnh giới bất khả tư nghị Ngài làm thế nào giúp bạn làm Phật Đó là 48 nguyện Mỗi nguyện đều là phương tiện của Ngài Phương pháp của Ngài giúp đỡ bạn phương pháp làm phật chỗ này nói hạ tùng địa tế thượng chí hư không địa tế là biên giới của đất chúng ta biết được mười phương cõi nước cùng thế giới này của chúng ta giống nhau cái lớn khác chỗ nhỏ hoàn cảnh chúng ta cư trú địa cầu là hình cầu hình tròn ở trên kinh phật nói với chúng ta mười phương cõi nước chư phật hình trạng tuyệt nhiên không hoàn toàn giống nhau có cái là tròn có cái hình vuông dài có cái là hình vuông có cái hình chữ nhật có cái hình ba góc việc này trong kinh hoa nghiêm nói rất nhiều nói cho chúng ta đến hai ba mươi loại hiện tại chúng ta tỉ mỉ mà quán sát thiên văn phật nói ra đích thực đều được khoa học gia của hiện đại chứng thực Phật nói ra đích thực là Có nhiều loại hình trạng khác nhau Đó là nói tinh hệ Không phải nói tinh cầu Như chúng ta buổi tối Xem thấy trên trời Chùm sao xăm Đó chính là hình tròn dài Người Trung Quốc chúng ta gọi là Chức nữ Tinh tọa thiên cầm cái tinh tọa này Nó là một hình trạng Giống như cây đàn cầm ngày xưa Còn có thế giới Hình trạng giống như lá cây Hình trạng giống như đó hoa Ngày nay chúng ta ở trong Kính diễn vọng thái không Xem thấy một số nơi Còn xa hơn ngân hạ này của chúng ta phát hiện xem thấy quả nhiên không tệ đây đều là trên kinh hoa nghiêm nói vô lượng vô biên thế giới địa tế hiện tại chúng ta biết được địa tế chính là trung tâm hạt nhân của địa cầu đây là địa tế mãi đến biểu tầng bề mặt của địa cầu bên trên của bề mặt là hư không hai câu này là nói đến đại địa hư không đây là hoàn cảnh cư trụ cung điện lầu quán đây là kiến trúc Có rất nhiều người đọc đến Đoạn kinh văn này Liền sẽ nói đến Đây là giả thiết Đây không phải là chân thật Đế dương thời xưa Trung Quốc Ở những nơi cung điện lầu cát này Hiện tại chúng ta Cũng xem thấy trong tình độ Bồ Tát Cũng là cung điện lầu cát Cái hình trạng này Kỳ thật trên kinh nói đến chỉ nói cung điện lầu quán tuyệt nhiên không nói đến hình thức cung điện lầu quán của trung quốc cùng cung điện lầu quán của người tây phương không như nhau cái gì gọi là cung phải nên biết cung là người tư dân cư trụ gọi là cung điện là gì điện là người hiện tại gọi là văn phòng chỗ văn phòng gọi là điện người nước ngoài gọi là office người trung quốc gọi là điện cho nên bạn phải hiểu được cái ý này ngày trước nơi làm việc của hoàng đế trung quốc bạn đến bắc kinh xem thấy nơi làm việc của hoàng đế điện thái hòa điện trung hòa điện bảo hòa nơi để làm việc cho nên bạn phải hiểu được cái ý này người trung quốc đương nhiên vẽ ra kiểu dáng của trung quốc người nước ngoài nhất định vẽ lầu lớn thẳng đứng họ sẽ không vẽ ra kiểu dáng của chúng ta cho nên bạn phải hiểu được ý nghĩa của nó nó tuy là không có hình trạng mỗi một quốc gia khu vực phòng xá chính mình cư trụ có phong cách của chính họ chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này mời phương cõi nước hiện tại khoa học gia gọi là sinh vật của tầng không gian duy thứ khác đã có sinh vật đương nhiên họ có hoàn cảnh cư trú họ nhất định có hoàn cảnh cư trụ của tư nhân nhất định có nơi chốn tụ hội của họ nơi chốn tụ hội gọi là điện tư nhân nơi chốn cư trụ sinh hoạt riêng thì gọi là cung kinh phải linh hoạt mà xem không nên khô cứng mà xem Xem bản chết Vừa xem thấy hai chữ cung điện này Liền nghĩ đến Phi liền khắc chạm Nghĩ đến như thế này Thì đầu óc không thông Thì không thể học Phật Đây đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên phải nên biết Phạm vi của nó rất là rộng lớn Hình thức kiến trúc gì thì Cũng là mỗi mỗi không như nhau lầu quán từ hai tầng trở lên thì gọi là quán hiện tại khoa học kỹ thuật của tây dương tiến bộ như singapore tòa nhà lớn cao nhất hơn 70 tầng đó đều thuộc về lầu quán hình thức kiến thiết cùng hình thức kết cấu của trung quốc hoàn toàn không như nhau Thế nhưng đều là thuộc về Cung điện lầu quán Người Trung Quốc vẽ thế giới Tây Phương Là vẽ Trung Quốc vào thời xưa Người hiện tại vẽ thế giới Tây Phương Nhất định vẽ ra cao ốc lầu lớn Kiến trúc của hiện đại Nó là linh hoạt Nó không phải là khô cứng Thiên biến dạng hóa Thế nhưng thế giới Tây Phương cực lạc cùng nơi chúng ta ở không như nhau không như nhau ở chỗ nào khoa học kỹ thuật của họ đã đạt đến đỉnh điểm đạt đến viên mãn khoa học kỹ thuật của chúng ta ở nơi đây vừa mới khởi bước người ta xây lầu to ý niệm vừa khởi lầu to liền hiện ra bằng xem cao minh cỡ nào hiện tại chúng ta còn phải thiết kế còn phải thiết kế còn phải thi công làm bao nhiêu ngày mới làm thành công nghĩ cái gì thì liền biến ra thứ đó đây gọi là khoa học kỹ thuật cho nên tôi ở nước ngoài giảng kinh tôi đều khuyên mọi người học khoa học nên đến thế giới cực lạc không đến được thế giới cực lạc khoa học của bạn vĩnh viễn là mầm non hiện tại chúng ta đến nơi xa để du lịch phải ngồi phi cơ rất không thuận tiện thế giới tây phương muốn đi du lịch đến các cõi nước như phật khác phòng ốc của họ liền bay lên bạn xem cái này thật thoải mái phòng ốc của họ ở có thể bay đi cung điện lầu cát có thể phi hành bạn nói xem tự tại giường nào không cần phải thu xếp thứ gì liền có thể bay đi hơn nữa tốc độ rất nhanh Dùng hiện tại của chúng ta mà tính đếm Cự ly đó Bao nhiêu dạng năm ánh sáng Họ cũng chỉ là sát na Mấy phút liền đến Bằng nói xem tốc độ này nhanh cỡ nào Tốc độ của ánh sáng Không thể so bì Khi so sánh với họ thì đòi nhỏ sánh núi cao Cho nên các vị nghĩ xem Một hoàn cảnh tốt đến như vậy Một nơi ở tốt đến như vậy Nếu chúng ta không di dân đến nơi đó vì thì quá khờ rồi Chúng ta nói giảng sanh vào thời xưa gọi là giảng sanh Hiện tại gọi là di dân Hiện tại không gọi là giảng sanh Chúng ta di dân đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Chúng ta thân cận A-di-đà Phật Bạn thấy Hoàn cảnh đời sống bên đó Thật tốt Hoàn cảnh tu học cũng tốt Đến nơi đó Họ tự nhiên liền rất dễ dàng thành tựu trí tuệ viên mãn trì lưu hoa thọ một câu bốn chữ này là nói hoàn cảnh tốt đẹp bên đó ao hồ nước chảy đây đều là thứ mà chúng ta rất yêu thích cây cối hoa cỏ ở nơi đó đáng có đều có hơn nữa mãi mãi thường mới cây cối hoa cỏ ở thế gian này của chúng ta xuân sinh hạ trưởng mùa thu thì lá cây từ từ rụng hết mùa đông lạnh lẽo nó có thay đổi thế giới tây phương cực lạc không có thay đổi bốn mùa thường xuân hoa nở vĩnh viễn không tàn không những không tàn hoa có thể tùy theo ý người bạn ưa thích xem màu sắc gì nó liền biến ra sắc màu đó tùy tâm ưa muốn chúng ta hai người cùng đồng thưởng thức tôi ưa thích màu hồng tôi sẽ xem thấy là màu hồng anh ưa thích màu trắng anh xem thấy là màu trắng thật kỳ lạ việc này khoa học kỹ thuật của thế giới chúng ta hiện tại không làm được họ đều đã làm được rồi cho nên a di đà phật là nhà khoa học vĩ đại nhất pháp giới họ đều biết biến đổi cái biến đổi này là vô tâm Tại vì sao hiện tại chúng ta không làm được Chúng ta có tâm, chúng ta có niệm Cho nên Tất cả vô số biến hiện Liền có hạn độ Họ là vô tâm, vô niệm Vô tâm, vô niệm Cái tác dụng này Liền không có hạn độ Không có ngăn ngại Cho nên mọi người phải nên biết Vô tâm, vượt thắng, có tâm có niệm không như vô niệm vô tâm vô niệm chân trí tuệ có tâm có niệm đây là nhà phật gọi là thế trí điện thông bản năng của bạn bị mất đi cho nên phật pháp tất cả đều là nói hồi phục bản năng của chính chúng ta thế giới cực lạc bao gồm tất cả vật chất bảy báo tạo thành cho nên vĩnh viễn sẽ không biến đổi thân thể của người mãi mãi sẽ không già yếu mãi mãi sẽ không bị bệnh các vị xem thấy ở trên kinh đại thừa thế giới tây phương cực lạc không có người làm bác sĩ không có cái nghề nghiệp này không hề nghe đến Trên kinh điển này nói đến thuốc thang Người của thế giới Tây Phương cực lạc Không cần phải dùng thuốc men Mãi mãi không sanh bệnh vĩnh viễn trẻ trung Vô lượng thọ Không như chúng ta tuổi thọ thế gian này Rất ngắn Thế giới Tây Phương cực lạc Người người đều là vô lượng thọ Cho nên Các bảo tạo thành kỳ thật Thế giới cực lạc là các bảo tạo thành Cái thế gian này chúng ta là chẳng phải là các bảo tạo thành hay sao? Các vị phải tin tưởng một câu Chân lý mà trên Kinh Kim Cang đã nói Nhất hợp tướng Các vị hiểu được ý nghĩa của nhất hợp tướng Mà Phật đã nói hay không? Tại vì sao Thế xuất thế gian Tất cả dạng vật này Thiên biến dạng hóa vậy Thiên biến dạng hóa gọi là nhất hợp tướng Nhất Khoa học gia hiện tại Dần dần phát hiện ra Nhất là gì vậy Là vật chất cơ bản Trong khoa học hiện tại gọi là hạt cơ bản Danh từ ở trong Phật Pháp gọi là Cực vi chi vi do cái thứ này tổ hợp thành nguyên tử điện tử lại do nguyên tử điện tử tổ hợp thành phân tử tiếp tục tổ hợp thì biến thành dạng vật bao gồm tất cả dạng vật là một thứ cùng đồng là vật chất phương thức tổ hợp không như nhau cho nên mới có biến đổi đến như vậy hay nói cách khác thế giới tây phương cực lạc cái tổ hợp này là Thù thắng Là bình thường Cho nên Đều tổ hợp thành bảy báo Cái thế gian này chúng ta Tổ hợp Thấp kém Tổ hợp thành Các đá bùng đất Phải nên biết Bên trong các đá bùng đất Những hạt cơ bản đó Cùng kim cang tán mình kim Bạch ngân là như nhau Không khác biệt chút nào Thế giới cực lạc Nhất hợp tướng có thể hợp thành Bảy báo trang nghiêm Thế gian này của chúng ta Vì sao mà không thể ở trên kinh phật là dạy bảo chúng ta y báo tùy theo chánh báo chuyển chúng ta liền hiểu rõ rồi y báo là cái gì hoàn cảnh cư ngụ hoàn cảnh cư ngụ cái vật chất này tại vì sao hợp thành có tốt có xấu như vậy tùy theo chánh báo chánh báo là ý niệm tâm của bạn thanh tịnh những vật chất này tổ chức của nó liền thanh tịnh tâm của bạn thiện vật chất của nó tạo thành liền thiện tâm của bạn không thanh tịnh tâm của bạn tà tâm bất thiện tạo thành ra hoàn cảnh bất thiện y báo tùy theo chánh báo chuyển nếu như các vị hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn không cần đi xem phong thủy biết được cái gì tâm của ta chánh tâm thiện ý niệm thiện hành vi thiện ta cư ngụ ở nơi đây hoàn cảnh ở nơi này đều sẽ biến tốt bao gồm tất cả vật chất nó sẽ đổi tốt nếu như tâm của chính chúng ta bất thiện ý niệm bất thiện hành vi bất thiện phong thủy ở nơi đây rất tốt hoàn cảnh rất tốt ta đến ở nơi nào ở qua một năm hai năm phong thủy ở nơi đây dần dần liền sẽ đổi xấu phong thủy không phải là không thể thay đổi tùy theo tâm người mà thay đổi đây là nguyên lý mà trên kinh đại thừa đã nói cho chúng ta nghe cái nguyên lý này là chân lý một tí cũng không giả thế giới tiên phương cực lạc thù thắng đến như vậy thế là chúng ta hiểu rõ rồi chỗ tốt của cái thế giới này là một thế giới mới hưng khởi như chúng ta nói là xã khu mới sự việc của xã khu mới dễ làm a di đà phật ở nơi đó hoan nghênh mọi người di dân đến đó di dân có điều kiện điều kiện gì vậy tâm địa thanh tịnh lương thiện cho nên chọn lựa người, toàn bộ đều là tâm thanh tịnh, tâm lương thiện, hoàn cảnh đó của ngài tốt. Mười phương cõi nước chư Phật, chúng ta là gì? Xã khu già. Gốc bệnh tích tập vô lượng kiếp đến nay. Quá sâu. Tất cả chúng sanh tạo tác bất thiện cho nên hoàn cảnh chúng ta cư trụ Không thể so sánh được Nó là một xã khu mới a di đà Phật thành Phật Đến nay mới 10 kiếp Thời gian rất ngắn Cái đạo lý này Chúng ta có thể nghĩ được thông Bạn xem hiện tại Ở trên cái địa cầu này của chúng ta Singapore cái khu vực này Úc Châu cái khu vực này Chúng ta biết điều kiện di dân của họ rất hạn chế, rất nghiêm. Hoan nghênh người tốt, người thiện di dân đến bên đó. Bất thiện, cự tuyệt không cho phép. Cũng là cái ý này. Thế nhưng hải quan của họ, tế mà nói không nghiêm khắc như A-di-đà Phật. hải quan của a di đà phật thật nghiêm khắc tâm của bạn không thanh tịnh tâm không lương thiện bạn chắc chắn không thể giảng sanh cho nên phải ghi nhớ không thể nói niệm phật thì có thể giảng sanh không hề có việc dễ dàng như vậy niệm phật là phương tiện phải niệm đến tiêu chuẩn nào mới có thể di dân qua được phải niệm đến tâm thanh tịnh tâm từ bi Tâm thanh tịnh cùng tâm từ bi Đều là chân tâm Tâm địa của bạn không thanh tịnh Tâm địa không từ bi Người xưa nói Cho dù bạn một ngày niệm mười vạn danh Phật hiệu Có câu là Đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công Quả nhiên tâm địa thanh tịnh từ bi bạn một ngày niệm một danh hiệu Phật cũng đủ Đây chính là Người thông thường nói Tu học Nhà Phật Trọng thực chất Không trọng hình thức Hình thức không quan hệ gì Thực chất là cái gì? Tâm thanh tịnh của bạn Tâm từ bi Chúng ta tổng hợp Kinh giáo Đại Thừa Dạy bảo chúng ta Chúng ta viết 20 chữ Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng Chánh giác, từ bi Quả nhiên Chúng ta đầy đủ những điều kiện này Chắc chắn giảng sanh Khi làm chung Một niệm, mười niệm đều được sanh Cho nên làm việc Đối nhân sự thế tiếp vật Ngay trong cuộc sống thường ngày Chúng ta phải dùng tâm chân thành Chân thành chắc chắn không có hư ngụy Chắc chắn không có hư giả Phải dùng tâm thanh tịnh Ở trong tâm thanh tịnh Chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước có chấp trước thì không thanh tịnh. Có phân biệt thì không bình đẳng. Có vọng tưởng thì không chân thành. Chân thành thanh tịnh bình đẳng chính là thấy đều đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta dùng cái tâm này. Thế gian một số người họ dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước ta dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng chúng ta rất dễ dàng sống chung với họ vì sao vậy họ cần ta không cần ta cần họ không cần vậy thì dễ sống chung nếu như chúng ta hai người đều cần thì liền xảy ra xung đột bạn cần danh vọng lợi dưỡng thấy đều cho bạn ta không cần ta cần tâm thanh tịnh họ không cần tâm thanh tịnh họ cần tâm thanh tịnh cùng ta cần tâm thanh tịnh cũng sẽ không xung đột bạn cần thì tôi toàn bộ đều cho bạn qua nghĩ vui vẻ cho bạn cái ta cần họ không cần thế là thực tiễn ngay trong đối nhân sự thế tiếp vật ngay trong cuộc sống thường ngày thì chúng ta chân thật có thể làm đến nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm phật niệm phật là niệm giác ngộ niệm phật là niệm tự tánh a di đà phật là đức hiệu của tự tánh chúng ta thế nhưng thế giới tây phương cực lạc cũng đích thực có người này tánh đức viên mãn hiện tiền Chúng ta gọi Ngài là A-di-đà Phật Quốc độ sở hữu nhất thiết dạng vật Câu nói này toàn bộ bao gồm ở trong Y chánh trang nghiêm toàn bộ bao gồm ở trong Gia dĩ vô lượng bảo hương hợp thành Thế giới Tây Phương hương quang trang nghiêm chúng ta biết thế giới tây phương bất cứ vật chất nào đều phát ra ánh sáng thân thể cũng phát ra ánh sáng quang minh thế giới ở chỗ này xem thấy không chỉ phóng quang còn phát ra hương thơm còn có mùi hương vô lượng bảo hương hợp thành Hương quang Đều lưu biến hư không pháp giới Cái địa cầu này Của chúng ta Có ở trong quang minh Của A-di-đà không? Có ở trong phạm vi Của bảo hương hay không? Xin nói với các vị Có vì sao chúng ta không thấy không nghe không thấy không nghe chúng ta chính mình có chướng ngại chướng ngại gì vậy ở trên kinh phật nói có hai chướng ngại lớn một loại lớn là phiền não loại lớn thứ hai là sở tri bạn có phiền não chướng bạn có sở tri chướng bạn chính mình có chướng ngại không phải phật quan không chiếu bạn không phải bảo hương không huân bạn Chính mình tạo thành chướng ngại Đem nó cách tuyệt rồi Giống như con tầm vậy Nó có thể tiếp xúc đại tự nhiên bên ngoài Có thể tiếp xúc ánh mặt trời Nó cứ mãi làm cái kén buộc chặt chính mình trong đó Đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài Vậy thì còn cách nào Phạm phu chúng ta hiện tại chính là loại tình hình này Ngu si Cho nên Phật nói với chúng ta Chúng ta có thể đoạn dứt phiền não Đem sợ tri chướng phá trừ đi Quang minh của chư Phật Chúng ta liền thấy được Bảo hương của thế giới Tây Phương cực lạc Chúng ta ngửi được Chướng ngại nhất định Phải phá trừ trừ bỏ chứng ngại là phước báo chân thật trí tuệ khai rồi không còn bị che lấp đức tướng hiện tiền dần dần liền được hồi phục cho nên phiền não ít đi một phần trí tuệ liền lớn thêm một phần phiền não ít đi hai phần trí tuệ liền lớn lên hai phần phiền não chướng ngại đi trí tuệ của chúng ta khiến cho chúng ta không thấy được phật quan không ngửi được bảo hương thế nhưng có một số đồng tu số ít không phải số nhiều ở ngay trong quá trình tu học thỉnh thoảng cũng thấy được phật quan cũng ngửi được mùi hương. Đây là nguyên nhân gì vậy? Có hai nguyên nhân. Một cái là một niệm thanh tịnh. Thời gian rất ngắn. Vọng tưởng của bạn không khởi lên. Thời gian rất ngắn. Khi vọng tưởng chân thật hàng phục không khởi lên được tác dụng. Hương quang của chư Phật Liền tiếp xúc được Đây là một nguyên nhân Đây là công phu của chính mình Thế nhưng Thời gian của chúng ta công phu thực tế mà nói Quá ngắn, không thể giữ gìn Vì sao vậy? Vừa thấy ánh sáng, vừa gửi được hương Rất hoan hỷ, vừa quan hỷ thì xong rồi Vừa hoan hỷ là gì vậy? Quan hỷ là phiền não các vị phải nên biết Thất tình lục dục Hỷ nộ ai lạc ái ố dục Đều là phiền não Vừa mới ngửi được Thấy được Phật quang Vừa mới tiếp xúc Phật được một chút Phiền não lập tức sanh ra Lập tức liền cắt đứt Đây là một nguyên nhân Cái nguyên nhân thứ hai Đó là Phật Bồ Tát Gia Trì Thiện căn thuần thục đây là Phật Bồ Tát tiếp dẫn bạn Dùng thần lực gia trì Để cho bạn thấy được Để cho bạn ngửi được Thêm lớn tính tâm của bạn Bạn sẽ ở đây cảm thấy Phật Pháp hy hữu Xanh khởi tâm hy hữu Tâm cung kính đến học tập Đại khái tổng quát Không ngoài hai nguyên nhân này đặc biệt là vào lúc mới học phật khi mới học phật vừa mới tiếp xúc không có tính tâm gì vào lúc này cần phải có tam bảo gia trì tôi khi mới bắt đầu học phật phật quan thấy được ít dường như chỉ có một lần thế nhưng ngửi được mùi hương tổng cộng có hơn mười mấy lần đích thực cái mùi hương này rất nồng không biết từ nơi nào đến không cách gì hình dung đều không giống những mùi hương mà trước đây chúng ta đã ngửi qua cái mùi hương này có thể làm cho tinh thần chúng ta phấn chấn đầu óc tỉnh táo nó có cái tác dụng này thế nhưng thời gian cũng không quá lâu thỉnh thoảng một làng mấy giây một hai phút thời gian dài nhất đại khái khoảng năm phút rất nhiều đồng tu đều gặp qua đây là thuộc về gia trì của phật bồ tát có hai loại nguyên nhân này kỳ hương phổ huân thập phương thế giới chúng sanh văn giả giai tu phật hạnh đây là dùng hương và ánh sáng giúp tất cả chúng sanh ở chỗ này cái gì gọi là phật hạnh câu nói này rất là quan trọng phật hạnh đương nhiên không phải là phàm phu hạnh lời nói này chúng ta ở trong giảng đường đã nói qua nhiều lần đã nói qua nhiều rồi vẫn phải nói vì sao vậy bởi vì hiện tại bạn vẫn chưa tu phật hạnh cho dù đã tu phật hạnh vẫn là phải không ngừng giảng phật hạnh của bạn chưa viên mãn đây chính là nhà phật đã nói huân tu thời gian dài phổ huân thập phương thế giới phổ huân là vĩnh hằng mà không gián đoạn Mới có thể chân thật Giúp chúng sanh Thành tựu chúng sanh Thỉnh thoảng Một lần hai lần Có câu là một ngày nóng Mười ngày lạnh Không giúp được việc Vì thì không thể thành tựu Chân thật thừa bi Là phải dĩnh hằng Huân tu Không gián đoạn Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật